để kê khai tài sản không chỉ là hình thức. Quý vị thân mến, rộ lên thời gian vừa rồi là tin các nguyên cán bộ nhúng chàm nộp lại tiền đã chiếm đoạt trái phép, từ Việt Á, Giải Cứu tới Xuyên Việt Oil và mới nhất là ông Lưu Bình Nhưỡng, số tiền từ lớn tới rất lớn và cực lớn. Và dư luận đặt ra câu hỏi là việc chúng ta lâu nay có một kê khai tài sản nó như thế nào mà giờ lòi ra nhiều vị có tài sản bất minh nhiều thế? Có một kỷ niệm vui về kê khai tài sản của một cán bộ được chia sẻ là hồi còn đi làm, tôi cũng thuộc diện phải kê khai tài sản hàng năm, nhà tôi nhiều nhất là sách. Năm ấy tôi vừa mạnh tay chi tiền đóng hẳn cái tủ sách hết 25 triệu đồng. Gần 20 năm trước, cái tủ sách 25 triệu đồng thì quả là không phải dạng vừa thật. Khi cầm tờ mẫu kê khai có mục biến động tài sản, tôi ghi tủ sách 50 triệu. Tôi ghi thế là hết sức thật, chính xác chứ không phải bỡn cợt vì số sách khổng lồ của tôi tích cóp mấy chục năm. Vợ tôi giờ có khách của chồng vẫn nhắc, cái thời khó khăn nhất của vợ chồng trẻ nuôi con dại ấy, tôi vẫn trích 1/3 tới một nửa tháng lương để mua sách. Đủ biết tôi quý sách và giá trị của sách của tôi như thế nào. Vấn đề là với sự kê khai trị giá từng ấy tiền thì cơ quan có trách nhiệm sẽ phải kiểm tra. Tôi cũng đợi cấp trên kiểm tra để giải trình, nhưng cả năm trôi qua không ai hỏi tôi về việc ấy. Có mấy trường hợp xảy ra, trong đó tôi đoán hồi ấy họ làm cho có chứ không đọc cụ thể từng trường hợp, nhất là tôi. Chắc họ nghĩ nghề viết thì tài sản gì. Hồi ấy câu nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà đài, bốn nhà cộng lại bằng hai nhà nghèo còn phổ biến trong xã hội. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ít nhất mấy năm gần đây, công cuộc đốt lò đã vĩ đại lên rừng rực, nóng lên rừng rực, liên tục được cập nhật qua các kênh thông tin chính thức. Bởi những cái tên chỉ nghe thì dân đã sướng, mà quan tham thì sợ là Trần Cẩm Tú, Tô Ân Sô, những người thường xuyên xuất hiện để thông tin về lò là gọi nôm na thế. Thế nhưng, vâng, lại nhưng, có vẻ như các quan tham vẫn không sợ lò. Cửa lò liên tục đóng mở đón các quan tham. Và một trong những điệp khúc là trả lại tài sản đã ăn cắp, xong rồi kê khai các loại giấy khen từ nhỏ nhất trở lên để mong được ghi nhận là thành khẩn, là có yếu tố được giảm nhẹ, vân vân. Có những vị đến phút cuối ngấp nghé án tử hình mới chịu vận động gia đình nộp lại tiền, và mới có những anh cũng quay xe như thế được giảm từ chung thân xuống 20 năm. Nó một mặt thể hiện sự nhân đạo của pháp luật. Cha ông ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Nhưng mặt nữa, công chúng cũng đặt câu hỏi, tiền ấy là tiền ăn cắp, tiền chiếm đoạt, giờ trả lại thì là đương nhiên, nó có phải là thành khẩn, là yếu tố được xem xét để giảm nhẹ đâu. Và nữa, cái này mới quan trọng. Thế thì, cách sự kiểm soát của chúng ta lâu nay, cái quy định kê khai tài sản ấy, nó đã được thực hiện như thế nào mà khi đụng chuyện thì mới lòi ra có nhiều quan tham, nhiều tiền, nhiều tài sản đến thế. Một trong những biện pháp chống tham nhũng chúng ta đang làm là bạch hóa tài sản của những người có khả năng, có điều kiện tham nhũng. Kê khai tài sản hàng năm là cách như thế. Chủ trương này rất đúng, rất chính xác. Nó thể hiện sự quyết tâm của nhà nước với chống tham nhũng, hối lộ. Nhưng có vẻ biện pháp thực hiện cụ thể vẫn còn là lỗ hổng. Việc này không chỉ quyết tâm là đủ mà còn phải khoa học, mời các nhà khoa học kinh tế vào cuộc để họ có những biện pháp cụ thể. Kiểm soát được dòng tiền, được tài sản phi pháp thì sẽ ngăn chặn được tội phạm từ khi mới manh nha, hay nói như một vị lãnh đạo, có muốn tham nhũng cũng không được. Hôm nay trên báo có câu chuyện cực cảm động. Bà mẹ đơn thân bán một nồi bún ở góc chợ Quán Lát, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi mấy chục năm, nuôi cậu con trai ăn học từ trường làng rồi vào đại học, xong đại học tiếp thạc sĩ. Và xong lễ nhận bằng thạc sĩ, con trai đã khoác tấm áo thạc sĩ cho mẹ rồi quỳ lạy tạ ơn mẹ. Tấm ảnh ấy đã lay động tâm can hàng triệu người. Bà mẹ, lần đầu tiên ra khỏi làng, lần đầu tiên nghỉ bán bún 3 ngày ở cái góc quen thuộc chợ quê là để đi từ quê vào dự lễ ngày con nhận bằng thạc sĩ. Người con cũng vừa học vừa làm, vừa đủ việc từ chạy Grab tới gia sư và hiện tại là được trường đại học nhận vào làm cán bộ giảng dạy và đang làm tiếp luận án tiến sĩ. Ước mơ là trở thành phó giáo sư, tiến sĩ rồi đưa mẹ đi chơi, đi tham quan các nơi, bù đắp một đời mẹ vất vả với gánh bún góc chợ quê nuôi mình nên người. Rất nhiều người đã khóc khi xem ảnh và đọc câu chuyện này trên báo, có tôi, mẹ con người bán bún ấy và thạc sĩ ấy đối lập hoàn toàn với các quan tham có hàng triệu đô đựng trong thùng xốp, thậm chí bỏ quên. Cán bộ hành dân muốn xử nghiêm thì phải định lượng hành vi. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chính quyền các cấp
sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ tài liệu quá một lần. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đáng chú ý trong kế hoạch này là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu từ nay các đơn vị sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định, không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ tài liệu quá một lần. Đây là một sự định lượng hành vi, thời gian cụ thể và cần thiết, bởi cán bộ vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách pháp luật để sách nhiễu gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan với người dân, doanh nghiệp là tình trạng khá phổ biến của các địa phương trên cả nước, chứ không riêng gì Thừa Thiên Huế. Việc ban hành hoặc ban hành nhắc lại kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ cũng được các địa phương liên tục triển khai. Tuy nhiên, phần lớn các địa phương chỉ yêu cầu chung chung, dọa chung chung chứ không định lượng cụ thể quá một lần như Thừa Thiên Huế. Sự định lượng như thế này không chỉ khiến người dân yên tâm, tự tin khi giao tiếp với cơ quan công quyền, mà còn là cột mốc tạo ra sự tâm phục, khẩu phục để người đứng đầu xử lý kỷ luật khi cán bộ của mình cố tình hành dân. Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, như nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình từng nói, là lợi dụng quyền lực mềm để tham nhũng vặt, là thực trạng kéo dài, đã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội. Thời gian gần đây, thực trạng này đã có nhiều chuyển biến rất tích cực, như chủ tịch, phó chủ tịch một số địa phương, giám đốc một số sở ngành đã chủ động công khai xin lỗi người dân về sự chậm trễ của mình hay cấp dưới trong một số trường hợp cụ thể. Nhiều địa phương cũng đã xử lý nghiêm khắc bằng cách kỷ luật cán bộ của mình. Ví dụ như, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bạc Liêu đã kỷ luật, cảnh cáo và khiển trách hai cán bộ thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bạc Liêu. Lý do, hai cán bộ này đã gây khó dễ cho dân bằng cách cố tình liên tục trả hồ sơ, không cho một người dân xin chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy vậy, suy cho cùng, lý tưởng nhất để có một bộ máy hành chính công vận hành thông suốt, bền vững, vẫn là các địa phương, đơn vị phải thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý, cũng như định kỳ rà soát các thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, khó thực hiện. Công khai xin lỗi dân nhưng sau đó lại vẫn hành dân thì bằng thừa. Kỷ luật nghiêm khắc cán bộ, giám sát bằng người hay đường dây nóng cũng chỉ có tính cấp thời, thiếu bền vững, dễ dẫn đến tình trạng đánh trống bỏ rùi, lâu lâu lại phải ban hành kế hoạch. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.